Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Video này nó chia sẻ một tí gọi là kinh nghiệm để đời cho các bác nào định mua loa mà ăn theo cái thương hiệu thì thôi các bác dẹp, một là dẹp ngay, hai là không đến lượt các bác mua. Đấy, nói thật nhá, nên các bác ném đá nhiệt tình vào, bởi vì em là cái thằng bán mà cũng là cái thằng bị lừa. Em vừa là thằng bán vừa là bị thằng là vừa là cái thằng bị lừa. Bởi vì là cứ cái mẫu thùng nó kiểu dáng nó giống Martin S218 Bagnin này. Đấy. Xong là về anh em hô mưa gọi gió bảo ui em ơi con này bãi xịn của anh Quốc, có khối gớm, cái loại bãi xịn của anh Quốc không đến lượt anh em chúng em mua. Mà là mấy pháp sư người Trung Quốc để dành. Đấy. Con này form thùng thì giống của Martin. Đấy. Cái thép từ này, củ bát này cũng rất gần giống. Đấy. Xịn của Martin thì nó không có cái kiểu như này đâu. Xịn Martin đi thì thứ nhất là giá nó phải tầm 17 18 triệu một chiếc xúc kép này. Đó. Đấy. 17 đến 18 triệu. Mà bây giờ nếu mà tính theo giá nặng phát này, theo giá dầu thế giới, giá xăng dầu thế giới thì chắc nó phải tầm 22 23 triệu. Đấy, các bác biết rồi. Và đây là cái mặt lưới của nó này. RBX cái này thì có khách đấy nhá. Có khách đấy rồi. Về một số anh em tại Việt Nam sẽ vui tính với hình thức cực kỳ vui tính như sau. Rất tem này gì? Dứt cái tem này ra, xong là gắn cái tem nhựa Novo Martin Audio cho mới cứng vào đây. Xong là đấy tôi viết cái gì ấy, cào cho nó sức nhàng sức nhịt đi, lưới không cần sơn. Để này, xong là mua cái bát xịn về, đóng vào cái thùng này. Đấy. Xong là bắn lại bông tiêu âm, không dùng cái bông cũ nữa mà dùng cái bông khác, bông kiểu là bông của nó ấy, đây này. Các cái Martin thì nó thường là sử dụng cái bông này, em sẽ chia sẻ tí. Dùng cái bông thì này, dùng cái loại bông thủy tinh này, bông này bông của Mỹ nhá. Đấy, còn bên này Trung Quốc này, bông này bông thủy tinh này. Đấy. Thì là về anh em là chỉ có mỗi cái việc đó là bắn lại cái bông tiêu âm. Xong bắt đầu nó hô mưa gọi gió, em ơi, đây này, loa bãi xịn này, anh ơi, loa này, loa bãi xịn này, bãi của anh Quốc này. Về tình trạng hơi bị xước một tí. Đấy. Ví dụ như này. Bên em bán hàng thật lắm, nên là nhiều các bác hỏi em ơi có xúc kép của anh Quốc không? Thôi thôi, các bác đừng có hỏi. Đào đâu ra? Mà nếu mà có thì cũng đắt lắm, nhẹ nhàng phải mười mấy triệu một chiếc nhá, nhẹ nhàng phải mười mấy triệu một chiếc. Đấy. Còn cái loại này nếu mà anh em nào mà bán hàng trên mạng mà các bác cứ thấy là giống như này, gần giống này hoặc là khác này, khác ít hoặc khác nhiều thì các bác phải soi thật kỹ. Và nếu mà các bác nào có chuyên môn rồi thì em không kể nữa, còn các bác nào không có chuyên môn thì thôi các bác ạ. Cái loại mà súp gì bãi của anh Quốc cứ gọi Martin, Martin giờ nó có mấy đời này. Sâu Martin. Sau Martin là 1, Martin Bolton là 2 này. Đấy. Là hai cái ông nổi tiếng nhất nhì tại Trung Quốc. Đấy. Sau Martin thì đó là Martin thường, còn Martin Bolton nó có một kiểu là logo hình con cánh én ấy, gọi là Martin cánh én chứ không phải. Còn đấy là núi. Đấy. Martin Bolton. Sau Martin gớm. Hình đấy là hình núi mà hình cánh én. Ông nào gọi Martin cánh én không phải. Martin núi. Bolton anh em rồi đấy. Đó. Thì chia sẻ với các bác một tí thôi, chứ em nói thật là con này em bán có 6 triệu thôi. Đẻo như này em bán có 6 triệu thôi. Con này là hàng Trung Quốc. Đấy, vừa bắn cái bánh xe ở dưới chân này, rất là gọn. Nếu mà các bác mà xem đúng Martin xịn nha, thùng của nó đằng sau nó còn có vị trí thò mấy cái ốc ra để bắn chân. Đấy. Thùng lưới của nó thì nó có một cái đai khuy đây này, có khuy đây. Để bắt vào cái bộ nắp của nó, đặt nó vào, kéo khóa vào, khóa kiểu khóa cánh bướm ấy. Đấy. Thì đấy gọi là Martin xịn. Đó. Những loại hàng Martin thì thường thường nó dùng cho live show sự kiện. Giá mới đắt lắm, các bác biết rồi, Martin London, Anh Quốc ấy, đắt lắm, không có rẻ đâu. Thì đây em chia sẻ tí nhá. Nên là các bác nào có thắc mắc thì cứ hỏi em. Đây, RBX. Con này là súp RBX. Ui, lưới không thôi, nặng phết rồi các bác ạ. Đấy. Lưới này lưới RBX, lưới rất giống Martin nha. Tức là mấy pháp sư Trung Quốc thì copy nguyên bản, mua một đôi xịn về, hoặc là nhìn cái hình ảnh lấy số đỏ trên website của hãng về, xong là sản xuất ra giống hệt này. Em nói thật các bác, cái trò ấy, em tha không làm thôi, em làm thì nhiều anh em thích lắm, mà cũng cực kỳ nhiều anh em ghét lắm. Nói thẳng các bác thế nhá. Đấy. Thôi chia sẻ thế thôi nhá. Các bác nào có ghét thì vẫn cứ ghét bình thường. Chia sẻ thật thì nhiều người ghét, mà nếu mà chia sẻ mà thật quá thì còn nhiều người ghét nữa, bởi vì các bác đã bị lừa nên các bác ghét. Còn các bác chưa bị lừa thì các bác thích, đến lúc các bác bị lừa rồi thôi chết rồi,
thằng này nó nói hôm nay mình mới để ý, thế là các bác mở loa ra xong là gọi điện cho người bán, xong người bán lại là anh em thợ. Mà anh em thợ ghét nhau là một chuyện rồi, anh em thợ nó ghét nhau một cách sâu đậm cơ nó mới kinh khủng các bác ạ. Thôi đến đây là không kể nữa nhá. Nên là các bác nào xem được, anh em thợ xem được thông cảm nhá. Vì miếng cơm manh áo là thứ nhất, vì cái lương tâm bán hàng là thứ hai, bán thần một tí nãy mỏng thôi, nhưng các bác mua nhiệt tình, mua ngày ngày à, em ơi còn hàng không, em ơi loa đã sửa chưa đấy, kiểu kiểu ấy. Ok các bác nhá, chiếc này là 6 triệu bao ship gửi xe đấy, và bát thép à, bát nguyên zin hết, có cái là em không qua cái đống bóng đèn nữa, bóng đèn em dứt ra, bởi vì năm khi mà các bác đánh một sân lớn toàn cháy bóng đèn thôi, chết làm sao được cái bát này. Chia sẻ thế thôi nhá, các bác nào quan tâm hẹn trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.